Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay ngày đẹp trời thì mình mua được cái em Vespa ZH, mình mua về để cho anh em nhân viên chạy nha. Anh em xe này không bán nha, tại xe này rất lướt. Sẵn mình review cho anh em xem luôn. Hồi chừng nào mình có thu mua tất cả các loại mô tô tay ga SH, Vespa đồ á, mấy xe mà cũng tay ga mắc á thì mình thu hết nha anh em. Còn hai xe này là mình chỉ mua về mình chạy và cảm nhận lại review cho anh em nha. Xe này không bán nha. Nhiều anh em không hỏi xe này nha anh em. Xe này rất lướt luôn cho nên mình mua về cho anh em ở nhà chạy. Đó, đang lau rồi. Rồi ok anh em, để mình quay cho anh em xem. Do mình rảnh đó, mình không quay clip chi tiết được. Bây giờ mình sẽ mở cái phần cốp SH cho anh em coi ha. Đây là cái bảng đồng hồ của con SH ha. Nhìn rất là hiện đại. Hiện đại hại điện. Ok. Rồi em mở cốp SH lên đây. SH lộn Vespa rồi. Mở cốp SH lên. Thì anh em tự so sánh nha. Đây cốp SH. Hiện tại mình bỏ đồ rất nhiều, mấy cái đồ mô tô á nè. Đó, nó rất là dài. Con này có cáp sạc ha anh em ha. Đây, có lỗ sạc ở đây. Lỗ sạc, xe điện thoại, cái để điện thoại chỗ này. Rồi, ok anh em. Rồi, bây giờ cho anh em coi cốp Vespa. Thì nó hơi nhỏ ha, nó hơi bầu bỉnh ha. Nhỏ nhỏ, xin xin. Xin xin, nhỏ nhỏ. Đó, đây là cốp Vespa. Rồi anh em coi nha. Thì Vespa hiện nhỏ, hiện cốp nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì con này vẫn còn xài chìa khóa thường. Đồng hồ nè anh em. Nó, tại vì nó mang một chút cổ điển, một chút hiện đại anh em. Anh em cũng phải thông cảm nha anh em. Rồi, đó, chìa khóa thường. Ok. Rồi SH. Rồi, vậy nha anh em. Ok anh em. Anh em muốn coi cốp xe điện không? Cho anh em coi luôn. Cốp xe điện. Có bỏ cái gì hôm nay em nghiệm hả cha? Cốp xe điện thì có cục sạc. Rồi ok anh em. Cốp xe điện rộng hơn con Vespa luôn á. Rồi vậy nha. Bye bye anh em. Đây, đây là Vespa và SH. Để anh em cho có cái nhìn thực tế. Thì cái con SH do nó nằm dưới lề cho nên nó thấp hơn chút xíu nha anh em. Tại mình quay nhanh anh em thông cảm, không có nhiều thời gian. Thì anh em nhìn anh em đánh giá đi. Vespa hay SH đẹp hơn? Em thấy Vespa hay SH đẹp hơn? Em thấy Vespa hay SH đẹp hơn? Em thấy Vespa đẹp hơn. Vespa đẹp hơn đúng không? Em thấy Vespa hay SH đẹp hơn? Vespa đẹp hơn đúng không? Còn này thấy SH đẹp hơn. Thì rồi bây giờ mình cảm nhận cái riêng của mình thì mình thấy Vespa nó đẹp theo kiểu một chút cổ cổ, một chút sang sang. Còn SH là nó giống như cái phi thuyền á anh em. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cảm giác chạy nè anh em. Em chạy 2 chiếc này chưa hay là mới chạy SH à? Thì anh mua về mình chạy trước rồi, thằng để mình nó chưa kịp chạy con này. Rồi thì mình chia sẻ cho anh em. Đây sẵn logo mới của bên mình luôn nha. Anh em nào chạy quay rim hay là chạy bất kỳ xe gì qua dán giao lưu nha anh em. Logo mới rất là dễ thương. Rồi ok. Thì cảm nhận mình chạy nè. Cái con Vespa này nó có độ trễ ga.
nó phù hợp cho mình đi dạo phố đồ, chụp hình đồ ok hơn. Còn đi phượt thì á, mình nghĩ là nó sẽ không có bằng SH. Cái này là cảm nhận cá nhân của mình, bản thân của mình. SH thì nó ngọt, lại cảm giác mình chạy nó, cảm giác mình thấy nó bền hơn anh em. Mình hay là do là cái con người Việt Nam mình á, người Việt Nam mình đi Honda nhiều quá rồi á, cái tinh thần nó sao. Nhưng mình cảm chạy con này vẫn thấy ok hơn, vẫn thấy nó gọi là sao, an tâm hơn à, và nó ngọt, nó bốc hơn. Còn con này thì chạy nó rất là sang, nhìn nó rất là lạ, một cái kiểu khác biệt luôn anh em à. Hai con này á, mình mua lướt lắm cho nên mình để cho anh em ở nhà đi. Ủa cái chìa khóa Vespa 3 đâu rồi? Chìa khóa Vespa 3 đâu? Mới đây mà. Cái này là chìa khóa SH. Nằm đâu ở trọng á. Chỗ cái nón bảo hiểm với áo khoác nữa, có chìa khóa Vespa 3 không? Rồi. Con này là xe điện nha anh em, xe này mua lâu lắm rồi. Xe này anh em mà qua bên kênh mình thì anh em sẽ biết con này. Con này mình độ binh lên, chuẩn bị mình độ binh lên đi rất là sướng. Chứ xe zin nó đi không sướng đâu nha anh em. Cái này là màu ở nhà mấy anh em tự sơn luôn anh em. Xe này cày thì nó hơi dơ chút xíu à. Con này nhìn mình sơn lại nhìn cũng nhức nách à anh em ha. À, gắm vô Vespa. Hai con này không bán nha anh em. Xe ở nhà đi nha anh em. Đây cho anh em thấy cái độ lướt của nó. Má chưa xài luôn à, bấm qua odor coi. Đây 2003. Ghê không 2003. Và SH. Quá SH à. Bấm chìa khóa, anh mắc cầm điện thoại ấy, anh em mình thao tác nó hơi khó khăn. Bấm lên đúng rồi. Thì SH có mắc cây nha anh em. Con này à 2005 nha anh em. Rất sướng luôn. Rất mới luôn, anh em nhìn là biết. Rồi, thì bây giờ em có thể 1m6 em ngồi với ba đi. Đây, đế màn anh em cần nhất, đá chân trống xuống. 1m6 ngồi với ba, đây là clip thực tế nhất anh em. Mình mua về trải nghiệm thì mình quay review sẽ cho anh em thực tế nhất. Ok đúng không? Ok. 1m6 ngồi rất là thoải mái anh em nhìn nha. Rồi lưu Vespa lại, em có thể ngồi 1m6 ngồi trên SH. Ồ hôm em chạy con Vespa này chưa? Chạy chưa? Cảm giác Vespa với SH là sao? Đúng rồi, nó yếu hơn SH mà nhẹ. Rồi 1m6 ngồi SH. SH cao hơn đúng không? Cảm giác nó làm sao? Nó bề thế hơn hả? Thoải mái hả? Nói chung là con này thôi, cũng chạy thoải mái hơn con này. Nói chung con nào cũng thoải mái, không biết diễn tả sao luôn á. Là con này thoải mái hơn hả? Hay con này thoải mái hơn kia hả? Con kia. Tao mày lấy mày chạy vòng qua kia thử coi. Con nào? Đó, Vespa đó. Nói chung là mình chạy hết rồi anh em, mình chạy rất nhiều rồi. Thì mình cảm giác thì con này á, đi xa nó sẽ ok hơn nha anh em. Nếu anh em muốn đi xa, còn con này là đi phố chụp hình đồ chơi thôi. Rồi chạy vô một vòng rồi nha. Con này thì đi phố à, quên này đi xa đồ ok nè anh em, đi phượt rồi nó cao ráo thoải mái, nhớt nhau rồi cũng ăn ít nữa anh em. Mấy xe Việt này ăn chỉ có 0.8 thôi anh em, còn Vespa thì ăn nhiều hơn á nha anh em. Vespa ăn xăng với lại ăn nhớt nhiều hơn luôn. Nói nó có độ chảy ga đúng không? Dù sao con này chỉ có 125 chứ nhiêu, nhưng mà so với 125 của con này á, với 125 của SH nó ngọt hơn á, đúng không? Đúng rồi. SH 125 bữa đưa cho em chạy đó, nhớ không? Con màu đỏ đó. Nhưng mà nó sang, đúng không? Đúng rồi, con này nó cũng sang.
ngồi đi nó sang à. Nhưng mà con này hao xăng hao nhớt hơn cái thắt á. Rồi đó, thì anh em nào mà chiều cao mà dưới 1m6 á, có thể suy nghĩ qua Vespa đi rất là sang ha. Còn cao ráo to đẹp trai sáu múi rồi chạy SH ok. Con này bảo trì bảo dưỡng thì dễ hơn nha, con này bảo trì bảo dưỡng anh em phải chăm chút kỹ đó, nhưng mà nó có một cái đẳng cấp khác đó. Con này ở đẳng cấp khác, con kia ở đẳng cấp khác. Con này xe sang nhưng bền, con này xe sang nhưng mà phải bảo trì á anh em. Nói chung là phải vệ sinh đồ, bảo trì đồ, cái đó thì anh em chơi sâu vô anh em sẽ nghiên cứu thêm ha. Mình chỉ quay vài phút review sơ cho anh em coi cảm nhận về con xe đó. Rồi ok anh em ha. Đó, và bữa mình sẽ quay xe điện cho anh em. Con xe này á, anh em muốn ngon á, anh em phải đổ binh lên sao nó chạy hết rồi. Không, nó dơ hả? Dơ hay chạy ra? Dơ, đúng rồi. À, đổ binh lên, đổ binh lên chạy mới trâu. Con này không những mình đổ binh mà mình thay đèn led nè nè. Để xe này là cũng để là đi giao hàng rồi chở giấy tờ rồi này nọ nè. Nói chung mấy con này rất là tiện lợi anh em, chứ không phải đi đâu cũng xách mô tô đi đâu. Rồi ok anh em ha, anh em có thể xem clip này và anh em có thể đưa ra một cái lựa chọn cho chính bản thân mình đó. Thích dạo phố, đi dạo dạo trong phố thì Vespa, thích một cái sự gọi là trải nghiệm châu bò thì sẽ chọn SH. SH thì nó nhẹ hơn, bảo trì nó cũng nhẹ hơn nha anh em ha. Thích sự sang chảnh thì chọn con này, vậy thôi. Một cái clip rất là thực tế. Ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ nha anh em. Chừng nào anh em muốn mua mô tô thì hãy ghé shop Minh Biker. Bên mình hiện tại bây giờ đang bảo trì giữ xe thay nhớt cho một MT15 của khách nè. Còn đây những xe mình bán nè, rất nhiều luôn. Cá mập nè, da Z nè, Ninja nè, CBR nè. Đó, quá trời xe luôn anh em. Rồi, chúc anh em một ngày làm việc thì vui vẻ anh em. CB300 nè, BMW R15 nè, cái gì cũng mua hết anh. Có xe là mua hết nha anh em.